biết nhá, các bạn nhận biết được đi đàn là khi gặp được nó toát nước này, thì là nước á, thấy chưa? Đấy, nhận biết là rất đơn giản. Đấy, đây là con thứ hai nhá, phát đầu tiên. Con thứ hai phát đầu tiên. Đấy, vào rồi nhá. Ui, ui, bạch đi được, đi được như này nhá. Ui, tén nước và đã chịu được đấy. Ui, 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 đây là con thứ hai nhá. Đấy, được con thứ hai nhá, được con thứ hai phát đầu tiên. Đấy, con. Vâng, xin chào các bạn đang theo dõi chương trình về sân trường nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn đấy, cái nhận biết về ngựa bạch đi đàn nhé. Đấy. Nay là mình hôm nay có một anh khách ở trên Thái Nguyên, cách đây khoảng độ 450 cây. Anh ấy đảm bảo là con ngựa bạn, anh ấy đi đàn và mình sẽ lên xem và mang về cho các bạn, mang về đây để lấy giống nhé và xem có phải đi đàn hay không nhé. Đấy. Vì nếu mà đi đàn thì mang về đây con em giống đấy em được này nhá, được nhà mình, được siêu đẹp luôn. Đấy. Đây em giống đây, em được đây. Đây nhá, đấy, thấy chưa? Đấy, VIP luôn. Đấy, trắng sáng đẹp nhá, dài nhá. Nhá, bạn thấy không? Đấy, ăn uống khỏe mạnh nhá. Và đây những em này là những em đã lấy giống rồi nhá và đang chờ kết quả. Và một mà bên mình vẫn còn một ngựa để các bạn chăn nuôi sinh sản thăm lựa chọn nhá. Này thấy chưa, hàng chưa, thấy em đực à, to dài chưa, đấy chưa, đấy đây em cái thằng cái là cái pha lai hết nhá, pha lai hết này, đấy pha lai hết, hàng đẹp chuẩn luôn. Mình ngựa bên mình hàng tuyển, hàng tuyển đây nhá. Đấy, tuyển những em đẹp nhất, đấy, cao dài nhất về làm giống bà con. Còn đây những em và mình, những mình đã bán giống đi và mình có thể đảm, mình sẽ bảo hành, mình mua giống khi đẻ ra mình mua lại nhá. Đấy, rồi bao tiêu cho bà con luôn, bà con không phải suy nghĩ nhá. Đấy, và em được giống đây, có hai em được giống đây nữa. Đấy, em này cao dài đây và đây một em cái này cao dài này, và em được này trắng này, trắng muốt luôn, pha lai luôn. Các bạn tối hôm qua là mình chưa rửa chuồng được nên giờ nó hơi lầy nhá, ngựa hơi nhom nhem chút. Ngựa này mình cứ thỉnh thoảng mình tắm cho nó sạch sẽ nhá, nếu mình lên nhiều quá không tắm được, bận quá không tắm được nhá bạn. Đấy, giờ quá trình lên bắt ngựa xem phải đi đàn không thì các bạn theo dõi nhá. Đấy, và quá trình bên mình ấy là đi đàn thì là mang về mình chăn nuôi. Đấy, mình nuôi mỗi ngày là tính giá là 30.000 nhé. Đấy, các bạn không phải suy nghĩ về đấy, chăn nuôi ăn uống đầy đủ. Còn giá giống thì là giá giống với giá đi lại nữa cộng vào. Đấy, xa thì tính xa mà gần tính gần nhé. Đấy, giá giống thì là 1 triệu một lần nhé. Đấy, mình bảo hành giống luôn. Còn chăn nuôi ăn uống thì là tính công nhé bạn nhé. Đây mấy em đấy này, trắng muốt luôn, đẹp thoa lai cao dài luôn. Anh em bạn bè là gần xa mà có nhu cầu chăn nuôi ngựa cứ alo liên hệ bên mình nhé, ngựa rất nhiều, ngựa đẹp, mình chọn thì toàn ngựa đẹp thôi nhé, các bạn không phải lo lắng về hình thức đấy, về con giống thôi nhé. Bây giờ anh em chúng tôi bắt đầu đi nhé. Vâng, em bây giờ anh em chúng tôi bắt đầu đi ra lùi xe khỏi cổng nhé các bạn nhé. Đấy, quá trình video nào các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Đấy, bây giờ anh em chúng tôi bắt đầu lên xe cổng quen thuộc của anh em chúng tôi đây nhé. Đấy, lên xe nhá, bạn theo dõi nhá. Vâng, bây giờ là đã đến nơi nhá, đến nhà anh khách. Trước kia đó bắt hai em ở bên cái bên mình, và bây giờ là anh em chúng tôi bắt đầu xuống xem và kiểm tra xem đã đến đi đàn chưa. Đi đàn thì em chúng tôi trở về nhá. Đấy, đấy, bây giờ bắt đầu bạch mã TV đây, nhìn chơi đang xem đây, đấy, ngắm nghía các kiểu luôn. Đấy, nó bành đít lên đấy nhá. Đấy, anh đã phát hiện ra là có dấu hiệu đi đàn. Đấy, có dấu hiệu đi đàn và đợi anh chủ về, anh chủ đang đi đón nhưng mà đón khác đường nhé. Đấy, thì anh em chủ về thì sẽ bảo là anh chủ đã có dấu hiệu
và sẽ trở về nhé, trở về và nơi được ngựa bên mình nhé. Các bạn yên tâm đi, ngựa bên mình thì phải suy nghĩ đẹp dài. Đấy, bông bây giờ anh Dương Quyết đang kiểm tra đây. Đấy, và là thấy nhận biết là có dấu hiệu đấy, ngựa trước kia bắt bên mình nhé. Đấy, và đây anh có dụng cỏ này. Đấy, cỏ này là cỏ voi lùn các bạn nhé. Đấy, anh chủ nó về nhá. Đấy, hai anh cười rất tươi giờ. Đấy, anh chủ đã đi về nhà, anh đi đón, như đón hụt, đón một đường, anh em chúng tôi đi một đường, anh chủ giờ về nhà. Đấy, thấy chưa, ngựa rất đẹp. Đấy, dáng đi rất yểu điệu nhá. Và bây giờ anh em tôi vào nhà để uống nước và đàm đạo để xem tình hình là giá cả và cái lộ trình lấy được như nào nhé. Đấy, anh, các bạn bè có nhu cầu lấy ngựa được ngựa cứ liên hệ với bên mình nhé, bên mình sẽ cung cấp con giống và nhận lấy giống luôn cho bà con. Đấy, nếu ngựa đã đi đàn thì mình sẽ mang xe lên chở nhá, hoặc là các bạn chở luôn lên cũng được. Đấy, mang xe mình kia. Đấy, ở đây sẽ chở hai em này về. Ngựa thì có bãi cỏ rất chi là ngon, ăn suốt ngày, phong cảnh thì tuyệt vời luôn. Đấy, rừng núi mát mẻ, thấy chưa. Đấy, nhà anh chủ đây. Pha luôn, anh xây dựng. Còn bây giờ anh em chúng tôi đã bắt đầu ra tiến trình là mang ngựa về nhé. Đấy, cho xe ngựa lên xe. Cởi chạc để cho ngựa lên xe nhé. Ngựa rất hiền nhé, cho thoải mái. Ngựa nuôi rất chi là hiền. Đấy, nhá. Ăn cỏ thừa cỏ ăn, có bãi cỏ rất chi là rộng, tha hồ cỏ ăn luôn. Có anh chàng, có người cậu, anh con trai này, anh chủ của con trai này, thấy ngựa rất về là thấy cười tí tởn. Đấy, bây giờ cho lên xe nhé. Đấy, ngựa lên xe, hai con liền, hai con đều có dấu hiệu đi đàn các bạn nhé. Đấy, ngựa rất hiền nhá, khi phát lên xe ngay. Đấy, ngựa cười hiền luôn. Ngựa nuôi từ bé với gia chủ nên nhiều khi ngựa nó rất hiền nhá. Đấy, bảo được ngay. Anh chủ con ngựa này khi bảo quỳ nó quỳ được mà, hiền. Đấy, em chúng tôi bắt đầu cho xe để đóng xe về nhá. Khi về nhà thì các bạn sẽ biết khi ngựa nó về nhà là ngựa cái được thấy ngựa cái đi đàn nó biết ngay mà nó hí. Hãy bắt đầu đóng xe lên xe nhá, đi về nhá, các bạn tiếp tục theo dõi nhá. Đây, bây giờ là về nhà nhá. Bây giờ em tôi xuống ngựa. Xuống ngựa thì các bạn để ý biết. Đấy, khi ngựa về là gặp ngựa đứng là hí.
đấy, và đã xuống xe nhá. Đấy, em rất là đẹp. Anh bắt từ đầu năm giờ đã đi đàn đấy các bạn, nhanh không? Quá nhanh luôn. Đấy. Con ngựa này mới 15 17 tháng thôi đã đi đàn này. Ta pha rất đẹp. Đấy, thấy chưa? Về nhìn thấy chuồng phát là ngựa cái đã cuốn ngựa được ngay. Đấy, thấy chưa? Được nhìn cái phát là hí mầm này, thấy chưa? Úi. Ngựa nhìn thấy mẹ cái là mẹ. Mọi người ngồi dậy. Thấy chưa? Nhìn ác chưa? Nhảy lồng lộ lên. Đấy. Thấy chưa? Nhìn thấy ngựa cái nó quấn quýt cả. Đấy, thấy chưa? Và đến chiều nhá, chiều anh em chúng tôi sẽ cho nên thử một con. Và sáng mai thử một con nhé. Đấy các bạn, mình không thể đến liền một phát hai một lúc hai con được. Bây giờ cái mới về mình không cho nhảy ngay nhé. Đến chiều mình sẽ cho nhảy. Quá trình nhảy nào các bạn theo dõi biết. Thấy chưa? Mình nhốt hai con vào chuồng bên cạnh này. Để chiều cho thử cho chính xác dấu hiệu ngựa đàn là sẽ nó sẽ là ngựa cái là sẽ té nước nhé. Triệu chứng của ngựa đi đàn là khi gặp được té nước bạn nhé. Đấy, là thử nghiệm cho anh ở trên Thái Nguyên. Triệu chứng ngựa đi đàn nhận biết nhé, các bạn nhận biết ngựa đi đàn là khi gặp được là nó té nước này. Thấy chưa, nước đó, thấy chưa? Biết là rất đơn giản. Và khi mà nó đi đàn là cái bướm nó hấp háy các bạn nhé, chỉ cần để ý bướm nó hấp háy là ok. Lá lốt nhờn. Đây là nước lốt nhờn nhé. Mình được đang ghẹ nhé. Đây. Điều đi rồi. Không biết lỗ à? Chưa. Đây này. Rớt nước rồi đấy. Hôm nay mà đụng nó không khai thì nhé. Thấy nước lá lốt nhờn mà mẹ ngựa nó thấy hứng nước cả lên rồi. Nhìn thấy gái nữa bôi gái bận ngày mùa đấy. Trước khi vào cái con người đấy vào nó phải vuốt ve đùi trước phải chưa, nên gây hưng phấn. Bơm hơi mấy rồi. Đã này thì mẹ hơn pháo. Các bạn nhá, pháo nhá. Đấy. Nã một phát mẹ. Ruột. Thằng Tây đấy, thằng ta này nó biết rồi cơ. Ông thủ dạ con không? Ok nhá, thành công. Phá trinh hơi bị ấy tí các bạn nhé. Hôm nay con này được sướng phá trinh con này. Đấy. Lần đầu tiên em được sướng. Con nhằm đỏ nhé, lấy ngựa cho khách, hai con lượt. Qua con nhằm xanh này, con nhằm đỏ các bạn nhé. Té nó cái nhé. Rồi. Thì mới... À rồi, phát đầu tiên nhá, phá trình phát đầu tiên. Đấy, hôm qua là con này nhá. Chiều
qua mang về là con này, phát đầu tiên. Đấy. Này là con này nhá. Úi, chơi đái ra rồi. Chơi đái ra rồi. Chơi đái ra quần. Rồi ok nhá.